là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác chà lên cho em. Sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong rồi. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn đấy các bác theo. Đấy nó vá này, soát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này, 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm dột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Panasonic nhá, hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn nhá, đồng đỏ au luôn. Rất ngon lành cho bác luôn, hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi, các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá. Giá sẽ là 390.000. 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2.200W nhá. 2.200W đây. Đấy. 2.200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy. Thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm, và chiều rộng này của nó là 3m15 và chiều cao của nó là vào đi là đi chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm, đó là cái quạt xanh nhá. Đấy, quạt xanh, lên mã đeo là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng bi, các bác mua về để mùa hè nóng nực mà đề phòng là mất mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này hoặc là để đâu cũng được. Đấy, số của nó đây, công tắc đây các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó. Cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá, cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó sẽ là giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá. Đó. Kéo thủ công. Giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà mua từ các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này.
Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gỉ này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc, và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ rẻ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 nhá. 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bạn này. 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút, thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy. Thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này rồi đánh vảy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn, đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều, dày dẫn hơn rất là nhiều, cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá, 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, đây con này, đấy, cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem, đây, những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này, đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này, đấy, các bác thấy chưa? Đó, rất là ngon luôn nhá, đấy, cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt, tức là nó rất là bén luôn các nhá, rất là bén luôn, đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn. Đó, thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá, có cái phần đầu khui bia như này, lên cho em là kéo khui bia, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k, kéo khui bia, kéo khui bia nhá, đấy, kéo khui bia, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000 cho con kéo khui bia như này, giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá, đấy, các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá, giá thì chỉ có 65k thôi, 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này. Mở nắp ra này, mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá, có xìa như này, hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy, 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bạn, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hất lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi hất lên này là xong. Đấy, lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị to đẹp như này, hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250 ml, 250 ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bác này. Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó, lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái, và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm mình làm móc treo, nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25 kg luôn nhá, tới 25 kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15 kg các, 15 kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy, thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho ba cái, 20.000 cho ba cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thớt tre nhá, thớt tre, giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây, đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30 và một chiều này của nó sẽ là 24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy, một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn này các bạn. Đấy. Chiều này của nó là đi 33,
một chiều 33 và một chiều 24. Đấy, chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 3 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ ở đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé. 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi. 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Willing của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn. Hôm nay thì một cái mã hàng rất là mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bên shop về cho các bác một số cái mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda nhá. Đây, mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng bãi. Đấy, nhưng mà chưa qua sử dụng. Bên em thanh lý được hàng bãi chưa qua sử dụng, cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái mẫu là một mẫu là nó sẽ có là hai kính nhá. Đấy, gọi là hai mặt nạ. Đây. Cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là cái bảo vệ như này. Đây. Và cái này thì nó sẽ là có cái lớp kính như này con này, có cái lớp kính như này nhá. Đấy. Hàng này thì nó gọi là nó bị chảy xước nhẹ cái bên ngoài thôi. Đây, bên ngoài nó hơi bị chảy xước nhẹ như này. Hàng thì 100% là hàng của thương hiệu Honda nhá, hàng thương hiệu Honda, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bên ngoài thì hơi bị chảy xước nhẹ. Đấy. Thì các bác lên theo là mũ hai kính và mũ một kính nhá. Hai kính thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái kính phụ đây. Đấy, gọi là một cái lưỡi chai phụ như này. Đấy. Đây, một cái lưỡi chai phụ như này các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 cho một cái con to lưỡi chai phụ như này nhá. Đấy, tức là con này nó có bảo vệ kính này, khi các bác gảy lên như này thì kính các bác để nó sẽ giảm cái độ chảy xước đi. Đấy, giảm độ chảy xước đi và các bác có thể kéo lên kéo xuống như này. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000 bên em sẽ bao ship. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Đây. Đấy, đây nha, em đội cho các bác xem này. Đó. Đội vào thì nó rất là ôm luôn. Đấy, không dùng thì các bác đẩy lên như này. Đấy, vừa che nắng che mưa này. Còn khi nào dùng thì các bác
kéo xuống cho em. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất là kín nhá. Đấy, dây riết các bác đeo vào này. Đặc biệt là vừa chống ồn này, mùa đông các thứ các bác dùng thì rất là ấm áp, mùa hè thì chống ồn chống nắng rất là tốt này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhá. Đấy. Thì nó có thể là đẩy lên đẩy xuống như vậy để khi tiện ích, đẩy lên đẩy xuống như vậy thì sử dụng rất là tiện ích nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, thương hiệu Honda của Nhật đây. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất mũ thì rất là bền đẹp, chắc chắn và cứng cáp nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 230 nghìn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mũ này thì nó sẽ có cho các bác là mũ hai kính đi. Lên cho em là mũ hai kính. Đấy, nó có một kính thôi nhưng mà nó có cái bảo vệ kính này. Đấy thì em gọi nó sẽ là mũ hai kính nhá, mũ hai kính. Còn con này thì nó sẽ là dòng một kính này. Đây. Con này thì sẽ là dòng một kính. Con dòng một kính này thì cái giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Đây. Con này là con một kính này. Đấy. Còn một kính thì nó chỉ có kính không thôi, còn con kia thì nó có thêm cái lớp bảo vệ nữa. Đấy. Còn chất lượng, chất liệu mũ các thứ thì đều là như nhau. Đấy, chất lượng như nhau, form mũ cũng như nhau. Hàng của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, thương hiệu Honda này. Đấy, logo của hãng này. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là mũ 1. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ nối nhá. À, ổ gấp nhá. Đây nó sẽ là một con ổ gấp chân tròn, tròn dẹt cắm được hết. Hàng của hãng này, của Hinkino. Đó, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì khá là dày dẫn chắc chắn. Đấy, và nó sẽ kết nối cho các bác được là 1 2 3 ba ổ cắm như này. Và con này thì có kèm cho các bác là đây. Đấy, có kèm cho các bác là các cái đầu ổ cắm như này. Đấy, giá thì sẽ là 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 ba chiếc. Lên cho em đó là ổ ổ gấp nhá. Ổ gấp đúng không? Ổ gấp 50.000 ba cái và mua lẻ sẽ là 20.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái môi sới cơm nhá, môi sới cơm. Môi nhựa này bao nhiêu đấy? Hả? 50.000 cho một cái môi sới cơm bằng nhựa của Nhật thế này. Con này thì cực kỳ là cứng cáp, dày dẫn và chắc chắn nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ ngon lành luôn. 50.000 cho một cái môi sức cơm nhựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đá mài, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng của thương hiệu Katashiwa. Đó, nó sẽ có đá đỏ và đá vàng nhá. Đấy, đá đỏ là 70.000, 70k cho viên đá đỏ và đá vàng thì sẽ là 90.000. Đá vàng thì sẽ là 90k. Đấy, kích thước của nó thì cao khoảng là 3 cm, chiều dài khoảng gần 20 và chiều rộng thì khoảng là 4 đến 5 cm. Đấy, đá vàng thì độ mịn là 5.000, 10.000 và đá đỏ độ mịn 3.000, 8.000. Đó, chuyên để dùng mài dao. Đá của Nhật có tặng kèm các bác một cái miếng lót như này để các bác lót cho nó chống trơn trượt nhá. Đó, lên cho em là đá đỏ này 70.000 và đá vàng sẽ là 90.000 đá mài dao. Kéo cắt gà hàng của Nhật nhá. Kéo cắt gà hàng của Nhật. Đây. Đấy, kéo cắt gà của Nhật thép SK5 không gỉ, cắt cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất ngon luôn nhá. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đó, cắt nem ăn niếc nói chung là dùng trong nhà bếp ok. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130k thì con kéo cắt gà Nhật như này, 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là bàn chải đánh răng của Nhật 25.000 một vỉ. Hàng này chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đấy, một vỉ này bao gồm là 6 chiếc, 25k trên một vỉ 6 cái luôn. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này, đó. Vỉ bàn chải 25.000 trên một vỉ bao gồm là 6 chiếc, 1 2 3 4 5 6 5 5 25. Đó, 6 chiếc. Tiếp theo thì bên shop có 4 cái con tô vít kèm đầu như này nhá. Tô vít kèm đầu như này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng tô vít kèm các cái đầu như này để các bác có thể thay tháo này. Đó, có 4 con duy nhất thôi. 4 con duy nhất. Đấy. Thì các bác có thể là dùng để mình sửa chữa thay tháo rất là ok luôn. Đấy thì bên em bán thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k trên một con tô vít kèm đầu như này, 50.000. 50.000 một chiếc. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 6 với lại một cái sẵn ở đây là 7 cái tô vít nhá. Bao gồm là 7 đầu. Đấy, một tô vít như này và bao gồm là 7 đầu các bác có thể thay tháo dễ dàng luôn. Có 500 ít. Giá thì sẽ là 50.000 trong cái tô vít 7 đầu như này. Lên cho em là tô vít 7 đầu nhá. Tô vít 7 đầu. Đấy, giá sẽ là 50.000. Bên em có 4 cái thôi, thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone nhá, tai nghe của iPhone. Đây, EarPods Pro. Con này thì hàng siêu chất rồi. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đấy, một con tai nghe chất lượng như này mà giá chỉ có cho các bác là 150.000 nhá, hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này, hàng của thương hiệu iPhone, AirPods Pro. Đấy, về nhà các bác có thể kết nối đa di năng điện thoại Samsung, iPhone, Oppo đều được hết nhá. Đấy, kết nối đa di năng cho em. Đây. Đấy, California nhá, hàng nguyên đai, nguyên kiện. Hàng thì của
iPhone và sản xuất thì tại Nhật nhá, sản xuất hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan con này. Made in Japan, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng made in Japan. Đó, hai con tai nghe như này. Giá sẽ là 150.000 thôi. 150.000 về nhà các bác kết nối và các bác sử dụng cho em. Đó, tai nghe iPhone. 150.000 cho con tai nghe iPhone như này nhá, 150k. Tiếp theo thì sẽ là cái lưỡi câu Nhật nhá. Đấy, lưỡi câu Nhật như này. Đấy, lưỡi câu Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đây, một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 60 đến 100 cái. Kích thước của nó thì sẽ là từ lưỡi 3 đến lưỡi 12 nhá, từ lưỡi 3 đến lưỡi 12. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 15.000 cho 15k cho một vỉ bao gồm là từ 60 đến 100 cái lưỡi câu như này. Đó, lưỡi câu thép trắng siêu sắc bén, 15k một vỉ thôi. 15.000 cho một vỉ lưỡi câu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Con này thì rất là tiện các bác dùng khi mà mưa gió bão bùng này. Đấy, thứ nhất là có ánh sáng này. Đấy, thứ hai là có quạt mát này. Con này thì có thể chạy được từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Nói chung là qua đêm là thoải mái luôn. Đó, dùng cho người già trẻ em. Quạt chạy rất là mạnh luôn. Đó, vừa quạt vừa sáng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100k cho con đèn bão quạt như này. Lên cho em là đèn bão quạt, có kèm cho các bác cáp sạc luôn và có pin năng lượng mặt trời. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ưu điểm của con này là quạt được rất là lâu luôn, từ 3 đến 5 tiếng thoải mái sử dụng nhá. 100k, đèn bão quạt 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn như này. Đấy, 5 cái đĩa tròn như này. Giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này các bác này. Đấy, đây. Cái nhỏ nhất thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm, mà cái to nhất thì nó vào khoảng là 25 cm. Đây. Đấy, 5 đĩa inox tròn như này nhá. Lên theo là bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000. 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 5 đĩa tròn này. Bộ 5 đĩa tròn 120.000, 120k nhá. Đấy, 5 đĩa tròn 120.000. Hàng các bác về bày biện, đồ ăn thức uống rất thoải mái luôn, Winling của Đức nhá. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Cái dây này các bác dùng để mình kỳ cọ trà lưng nhá. Đấy, lên cho em là dây tắm silicone nhá. Dây tắm silicone, giá sẽ là 15k. 15k một chiếc thôi, 15.000 cho một chiếc dây tắm silicone như này. Đây nó sẽ là có cái đầu silicone như này, kỳ cọ này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn, vừa là sạch này, vừa sạch sẽ, vừa là chống côn trùng rồi vi khuẩn này, nhanh khô nhá, nhanh khô. Bộ lên cho em là dây tắm 15.000. Ngoài ra thì bên em có cho các bác một cái bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng giá là 30.000. Bộ này bao gồm 3 chiếc. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái bông tắm như này. Một cái bông tắm thì các bác đeo vào cổ tay này cho em này. Đấy, đeo vào cổ tay nhá. Đấy, hoặc đeo vào ngón tay như này, sau đó thì mình trà này. Tiếp theo là một cái đeo vào trực tiếp vào bàn tay nhá. Đây, đấy cái này các bác có thể đeo vào ngón tay hoặc đeo vào bàn tay như này. Đây. Đấy, xỏ ngón tay vào đây cho em. Đó, trà này. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ kèm thêm cho các bác một cái dây nữa, một cái dây tắm như này. Đó, một cái dây tắm như này nữa. Bên trong nó có sẽ sẵn bông như này luôn. Đấy, thì là bao gồm cho bác là combo 3 món như này nhá. Bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng giá sẽ là 30.000. 30.000 cho cái bộ ba trà lưng như này các bạn. Đấy, 30k cho bộ ba trà lưng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng gửi tới các bác. Giá thanh lý cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Bộ ba trà lưng các bác nhá. Bộ ba trà lưng. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái quạt tích điện nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một quạt như này, một tấm pin và một đốc sạc, giá là 380.000, bên em bao ship đến tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra thanh toán qua này. Quạt siêu mát luôn. Nó sẽ có hai số nhá. Đấy, các bác gạt sang bên tay phải thì nó sẽ là số 2 và gạt sang tay trái thì sẽ là số 1 và ở giữa thì sẽ là phím tắt này. Và có kèm một cái đốc sạc như này nhá. Đốc sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 380.000 bao ship tận nhà. Siêu mát luôn. Động cơ không chổi than các bác nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, hết pin thì lại sạc pin vào. Lên cho em là quạt tích điện 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cảm biến nhá. Đấy, đuôi cảm biến. Cái này thì về nhà các bác phải đấu vào nguồn điện cho em. Đấy, đuôi này là cảm biến chuyển động. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt cho các bác luôn. Đuôi cảm biến chuyển động con này sẽ là 55.000 cho cái đuôi cảm biến chuyển động như này. Giá sẽ là 55k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái đuôi nó tiện hơn một chút là con này các bác có thể xoáy trực tiếp luôn. Đấy, có cái biến đấy. Xoáy trực tiếp luôn. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ này, sau đó xoáy bóng mới vào đây, xoáy quả bóng vào đây. Đó, thì giá con này sẽ là
50.000 thôi, 50.000 cho cái 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này. Lên cho em là đuôi hai đầu giá sẽ là 60.000 nhá. Con này rất tiện luôn. Xoáy vào một quả, xoáy vào cái đuôi cũ sau đó xoáy quả bóng mới vào đây là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt nhá, viên giặt xả nhá. Con này thì nó sẽ là 5 trong 1 luôn. Đấy. Giặt xả rồi tẩy trắng rồi, nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy. Cái này thì nó ép chín rồi các bác nhá. Ở đây nó sẽ là cái dạng túi viên như này. Về nhà thì các bác cứ thế là mình lấy là mình cho vào máy giặt cho em. Nó sẽ có là 5 thành phần trong này luôn. Đó. Một túi này thì giặt được từ 3 đến 5 cân quần áo nhá. Một viên này từ 3 đến 5 cân quần áo luôn. Đấy. 5 trong 1 nhá. Giá sẽ là 55.000 cho một bịch này. Từ 30 đến nó vào khoảng trên dưới 30 viên nhá, trên dưới 30 túi. Lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con vít đen trợ lực 60.000. Vít đen trợ lực 60.000 như này. Đấy. Một bộ này của nó sẽ là bao gồm 2 4 6 cây vít. 6 cây vít thì các bác sẽ có 12 đầu và nó sẽ là vít đen trợ lực xoáy nhanh nhá. Xoáy nhanh trợ lực cho các bác luôn. Có thể đào đầu này, xoáy nhanh trợ lực các kiểu con là điểu luôn. Giá thì sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực. Giá sẽ là 60.000 cho các em vít đen trợ lực như này. 60.000 các bác nhá. 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức như này. Con này thì cơ bản của nó sẽ có cho các bác là 4 chìa, các bác sử dụng thoải mái luôn. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Germany, khóa của Đức nhá. Chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu con là điều luôn. Đó, dòng này thì nó sẽ là dòng đặc biệt giúp cho các bác là chống trộm rất là tốt, chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu con là điều luôn. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con khóa đồng Đức như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo thì nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu vàng. Màu trắng và màu vàng như này. Giá thì sẽ là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95.000 một chiếc, giá siêu hợp lý cho bác luôn. 90.000 nhá, giá thanh lý cho các bác. Chỉ có 90.000 cho một con bật lửa này thôi. Có hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy này. Hàng của Mỹ USA này. Đấy, có dập logo của Liverpool này. Rất chất lượng cho bác luôn. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bác nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là chạy bằng xăng nhá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào cho em. Đó. Đây, rất ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Giá sẽ là 90.000. 90.000 cho con bật lửa Zippo Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là bóng đèn cầm cái bóng ba cánh. Bóng đèn 4 cánh mini này. Đấy, 4 cánh mini. Đây, siêu sáng luôn nhá. 4 cánh mini siêu sáng. Con này là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini siêu sáng. Công suất của nó là 28W nhá. 28W nhưng nó sáng như kiểu là 50W luôn. Sáng như kiểu 50W mini siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con bóng đèn 5 cánh nhá, còn 3 cánh. Con 5 cánh giá sẽ là 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng rồi. Đây, siêu sáng rồi đây các bạn này. Đấy, 5 cánh này. Sáng chói chang luôn, em đang quay đấy, rất sáng luôn các bạn nhá. Đấy, đây, 5 cánh này, 120.000 cho con 5 cánh như này nhá. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái con 8 cánh này. Đấy, con này là 8 cánh luôn. 8 cánh công suất là 200W, 180.000. 180.000 nhá, 8 cánh như này. Con 8 cánh này thì siêu sáng rồi, 2 4 6 8 cánh và một cái lõi bên trong như này nhá. Lên thì em là bóng đèn 8 cánh. Con này thì giá của nó sẽ là con 8 cánh này thì giá của nó sẽ là đi lên thì em là bóng đèn 8 cánh 180.000 nhá, 180.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cây lọc nước, cái cục lọc nước nhá. Đấy, củ lọc nước như này, 50.000. Về nhà các bác lắp vào đầu các cái nguồn nước của máy giặt này rồi bình nóng lạnh này, nói chung là các bác cứ lọc qua các nguồn nước nhà mình, nó giúp lọc nước rất sạch luôn. Đó, 50.000 cho con lọc nước này. Đây, các bác có thể lắp qua bình nóng lạnh, máy giặt hoặc là các cái đầu nguồn lọc khác nhá. 50.000 cho con cục lọc nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái con sạc bình ắc quy. Nó sẽ là con sạc 12V thì là 190.000, còn con sạc 12-24 thì sẽ là 290.000. Nếu nhà các bác nào có cả loại bình cả 12 cả 24 thì dùng con này cho em. Đấy, cả bình 12 cả bình 24 thì dùng con này nhá. Đấy, còn con này thì chuyên bình 12 thôi. Đó, chuyên bình 12 thì chỉ có 190.000 thôi. Con chuyên bình 12 này là 190.000 nhá. Chuyên bình 12 này là 190.000. Còn con cả 12 cả 24 này thì sẽ là 290.000 cho hai con bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt cành đỏ nhá, hộp đỏ như này. Đấy. Con này thì hàng cao cấp của Nhật rồi, hàng cao cấp của Nhật như này nhá. Chuyên để cắt cành nhá, cắt cành tỉa cây. Đó, hàng made in Japan, có cả chuyện của Nhật luôn các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là thép liền nguyên khối và có ốp gỗ như này. Các bác có thể dùng để cho biếu tặng làm quà hoặc là dùng để mình sử dụng làm vườn cắt cây cắt cành, rất là tiện ích luôn. Đó, sắc bén 150.000 kéo cắt cành. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất này.
tất hộp thì một hộp này là 5 đôi. Hộp này là 5 đôi, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật này, 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 cho một hộp như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác là cái tất vỉ nhá. Tất vỉ thì sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ này của nó là 10 đôi luôn. Vỉ này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 90.000 cho vỉ 10 đôi. Đó, cái này thì nó ngắn hơn một chút nhưng mà đổi lại nó là 10 đôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu chuyển cưa. Con này thì các bác lắp vào để mình sử dụng làm máy, đưa vào máy cắt, máy pin hoặc là máy điện đều được nhá. Để mình dùng cắt tôn này đây, lắp vào nó sẽ như này các bạn. Đấy, để dùng cắt tôn rất là ngon luôn. Cắt tôn rồi lên cho em là đầu cắt tôn 140.000 cái đầu cắt tôn như này nhá. 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Bộ dao này thì sẽ là 130.000 cho cái bộ dao đen như này. 130.000 cho bộ dao đen như này nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo một liếc này, một kéo một liếc này, và có tới cho các bác là ba con dao khá là đẹp luôn, ba con dao rất là đẹp đây, ba con dao như này, hàng siêu bén luôn, đây dao cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá, đây các bác này, đấy. Dao rất dày dẫn chắc chắn luôn, đó, có cho các bác là ba dao nhá, ba dao như này, đấy, dao này thì chủ yếu để các bác dùng để thái thôi chứ không chặt được đâu, đấy, con này thì tầm khoảng 2-3 lạng thì chặt nhẹ được nhá, đấy, đây, 130.000 trong cái bộ dao đen như này, 130.000 các bác này. 130.000 5 món, 130.000 5 món các bác nhá. Rất hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho 5 món luôn. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là con dao chặt 1 cân này. Con này là 230.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật luôn, made in Japan. Dao chặt 1 cân, con này các bác chuyên dùng để chặt xương trâu, xương bò, nói chung là chặt đa di năng được luôn. Con dao chặt 1 cân này, giá của nó sẽ là 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ nhá. Con thái lỗ con này 130.000. 130.000 nhá. Cũng hàng của Nhật, made in Japan này. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đây để em thử dọc dây bóng này. Rất bén luôn các bác nhá. Con này các bác dùng để thái nhà bếp rất là ok, 130.000. Rồi ok. Hello chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã đó là cái rổ lọc dầu nhá. Đấy, rổ lọc dầu thì nó sẽ là hai cái như này. Đấy, hai cái như này các bạn này. Đấy, con này thì sẽ là 100.000 cho một bộ như này. 100.000 cho một bộ này bao gồm là hai chiếc này. Đấy, cái này thì các bác có thể là đưa dầu vào đây các bác đặt lên mình chiên luôn, như chiên khoai tây hoặc là chiên các cái đồ chiên dầu thì mình đưa như này. Đấy, lên theo là rổ lọc dầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này. Đấy, 100.000 cho một đôi bao gồm hai chiếc. Đấy, lên theo là rổ lọc dầu nhá. Rổ lọc dầu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu tưới cây nhá, phễu tưới cây. Đó. Bên em bán sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 một chiếc, đợt này thanh lý cho bác giá là 10.000 một chiếc nhá. Cái phễu tưới cây này thì bên em sẽ bán cho bác với giá là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc như này, cái phễu tưới cây như này. Về nhà thì các bác đây. Đấy các bác xoáy vào cái chai nước ấy, nó có cái sẵn cái này rồi. Các bác xoáy vào chai nước, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh cái lượng nước to nhỏ ở đây cho em này. Đấy, điều chỉnh lượng nước to nhỏ ở đây thì nó sẽ giúp cho các bác tưới cây rất là tốt luôn. Đó, tưới cây mình đi công tác, đi du lịch, đi cả tuần cũng được. Nó vẫn cứ từ từ nó chảy ra nhá. Lên cho em là phễu tưới cây này. Giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc. Mua 10 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 một chiếc, mua 10 tặng 1. Lên cho em là phễu tưới cây này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu mũi vít đều quát này. Đấy thì nó sẽ có mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài nhá. Mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài, hàng của thương hiệu đều mát của Mỹ, ngắn nhỡ dài. Đấy. Thì mũi ngắn nó sẽ là 10.000. Đấy. Mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài này sẽ là 20.000. Đó, 20.000. Đó thì nó sẽ là có 3 loại mũi như này nhá. Ngoài ra thì bên em có cái mũi bắn tôn như này, mũi bắn tôn. Đấy, mũi bắn tôn là mũi mũi 8. Đấy, mũi bắn tôn này sẽ là 40.000. Đấy, còn mũi ngắn là 10.000, mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài là 20.000. Đó, đây đầu mũi đều quát như này. Đấy, hàng đều quát của Mỹ nhá, mũi bắn tôn đều quát của Mỹ. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái cầu, cái công tắc của áp quy nhá. Công tắc của áp quy như này, công tắc ngắt bình áp quy bao nhiêu? 50k nhá. 50k cho cái công tắc ngắt bình áp quy như này. Con này thì rất là tiện nhá, 50.000 cho một chiếc như này. Về nhà thì các bác chỉ cần là cho vào bình ắc quy này, sau đó thì các bác ngắt ở đây. Đó, ngắt ở đây thì mình xoáy ra nó sẽ tự tắt, và xoáy vào thì nó sẽ ăn. Thì các bác không cần phải dùng dây dạ lằng ngoằng nữa. Các bác kẹp vào bình, cho đó thì đấu dây vào đây cho em. Đấu dây vào đây cho em.
thì không, mình muốn ngắt đi thì xoáy cái này ra là xong, còn mình muốn đóng lại thì xoáy cái này. 50k cho cái công tắc ngắt bình ắc quy này nhá. Đó, tiếp theo thì nó sẽ là cái này là cái gì, băng gâu nhá. 20.000 cho một bịch như này, một hộp như này bao gồm 100 cái này, 100 cái giá sẽ là 20k nhá. To nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả, các bác bị thương ở đâu hoặc là bị chảy máu thì các bác bóc ra dán vào cho em. Đây, nó sẽ là hình miếng băng gâu như này, giá sẽ là 20.000 thôi nhá, 20.000 cho cái bình băng gâu như này. Đó, 20.000 cho một bịch. Cái này là cái gì đây? Cái thoát sàn máy giặt nhá, thoát sàn máy giặt 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc. Đấy, đây, đây. Thoát sàn máy giặt 40.000 một chiếc nhá. Về nhà các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong. Đó. Lắp cái ống nước máy giặt vào đây, sau đó thì mình sập cái vòi này xuống này. Giá sẽ giá thanh lý cho bác 20k cho một cái con thoát sàn máy giặt như này. 20.000 nhá. 20.000. Đấy, tiếp theo thì em gửi tới các bác cái chốt cửa tự động, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái chốt cửa tự động như này. Đấy. Chốt cửa tự động nhá. Đấy, chốt cửa tự động giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào là nó sẽ sập vào thôi, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái vòi vàng tăng áp nhá. Vòi vàng tăng áp như này. Đấy, nó sẽ là một hai cái hệ thống đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Vòi vàng tăng áp giá sẽ là 40k. Các bác có thể điều chỉnh các cái nguồn nước ở đây các bác này. Đó, bằng đồng nhá. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bóp tay nhá. Bóp tay giá của nó cũng là 40.000 cho một con bóp tay như này. Đấy, có tính số nhá, có tính số như này. Bóp tay này, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bóp tay như này. 40k, có tính số luôn. Đấy, các bác bóp tay như này thì giúp cho các cơ cơ huyệt hoạt động, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Bóp tay, giá sẽ là 40.000 cho cái bóp tay như này nhá. 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật đây. Võng dù, các bác lên cho em là võng võng dù quân đội Nhật nhá. Con này thì sẽ là 90.000 một chiếc như này, 90.000 một chiếc như này nhá. Các bác này. Có dây giếc các thứ đàng hoàng, chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 mét. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. 2 mét rất là dài luôn nhá. Rất dài luôn các bác này. Rất dài là to. Đấy, con này 90.000 nhá. 90.000 cái võng dù như này. Các bác có thể bỏ vào ô tô này, bỏ vào xe máy này, hoặc là treo vào xe đạp để mình mang đi, mình đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, hoặc là các bác đi đâu cũng được thì mình trở ra. Mình trở ra mình dùng nó rất là tiện. Võng dù giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, nó là cái võng xếp như này nhá. Một cái võng xếp như này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. 120k cho mấy em võng xếp như này nhá. Rất là to luôn. Võng này rất là to luôn các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đai điếc của nó khuy khiếc, rất là ngon luôn. Đấy. Và có cái phần banh như này, 2 này, 4 này. Nó vào khoảng 60 phân cái phần banh như này. Còn cái phần này thì rất là rộng luôn, rất là rộng luôn nhá. Đó. Võng rộng lắm và nó là hai lớp như này, nằm cực kỳ thoải mái luôn. Lên cho em là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 cho cái võng xếp như này. 120k cho cái võng xếp như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái ô dù nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ô dù của Nhật nhá. Ô dù của Nhật thì nó sẽ có mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác này. Đấy. Ô dù Nhật thì nó sẽ là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng ô tự động nhá. Dòng ô tự động này các bác này. Đấy, mở ra này, bật ra này. Đấy, mở ra nó sẽ bật ra như này. Đây các bác này, rất là ngon luôn. Đấy. Vải của nó thì là vải chống tia UV nhá. Vải chống tia UV dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, vải chống tia UV. Và các bác bật ra bật vào là nó tự động hết nhá, tự động hết. Đây. Các bác chỉ cần ấn vào này là xong này, mở ra này. Đấy. Mở ra này, đóng vào. Đấy, rất là tiện luôn. 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi. Gấp vào rất là gọn luôn, để thì cái chiều dài của nó thì chỉ vào khoảng là 30 cm thôi. Rất là gọn, các bác có thể để mình sử dụng trực tiếp trên ô tô, xe đạp, xe máy, hoặc là mang đi học, đi làm, có thể bỏ túi quần được, rất là gọn. Bỏ túi quần, túi áo, đấy, ba lô, túi sách đều ok hết nhá. Lên cho em là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k nhá. 80k thì cái ô dù Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cái bóng đèn nhá. Bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là một con bốn cánh mini này, bốn cánh mini. Đấy, ở đây nó sẽ là thuộc dạng là led main như này nhá, led main như này, và con này nó sẽ là siêu siêu sáng luôn. Đấy, bốn cánh mini như này, 28W, bốn cánh mini 28W và siêu sáng luôn. Bốn cánh mini 28W siêu sáng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá, đó là đi bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000.
40k cho một quả bóng đèn 4 cánh mini như này, 40k này. Đấy, 4 cánh mini 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là dòng 3 cánh này. 3 cánh con này thì công suất của nó sẽ là đi đây. Con 3 cánh này cũng rất là sáng luôn các bạn. Đấy, 3 cánh này rất là sáng luôn. Đây nó sẽ là con bóng đèn 3 cánh này. Đấy, con 3 cánh này thì công suất của nó sẽ là đi 45W nhá. Con 3 cánh này là 45W này. Đấy, 3 cánh này 45W. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một con bóng đèn 3 cánh 45W. Con này thì siêu sáng luôn. 45W mà khi mà các bác sử dụng ấy, nó phải sáng như kiểu là 100W nhá, rất sáng luôn. Đấy, tiếp theo là con bóng đèn 3 cánh, 4 cánh bắt đầu đến 5 cánh nhá. 5 cánh thì sẽ là 120.000 nhá. 5 cánh là 120.000 đây. Con 5 cánh này là 100W. 100W luôn. Đó. 5 cánh này là 100W này. Đây, đấy. Đây con 5 cánh thì em đang dùng này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, con 5 cánh đây. Đấy, con 5 cánh này thì giá của nó sẽ là 120.000, 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con 8 cánh. Con 8 cánh này thì sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Đấy, 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, 190k, 8 cánh luôn. Công suất là 200W nhá. 8 cánh 200W. 200W luôn. Đấy, 200W các bác này. Đó, rất sáng nhá. 8 cánh siêu sáng luôn, 200W. Đó, 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cắt hoa quả nhá. Đấy, thì các bác có các loại hoa quả, các bác chỉ cần ví dụ quả táo, quả lê, ấn này là xong. Nó sẽ ra được là 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng. 8 miếng ấn phát này là xong, rất là tiện luôn. Inox 304. Bền đẹp chắc chắn nhá. Cắt hoa quả giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái bảng số ô tô, thì là ví dụ các bác có ô tô đấy, thì các bác mua về sau đó thì các bác lắp số vào. Đây nó sẽ có cái dãy số này. Các bác lắp vào. Nó có kèm cho các bác một cái miếng dán này, các bác dán để lên trên đấy, để trên ô tô cho em. Đây lắp vào đây. Đấy, nó sẽ là một cái dãy số như này. Thì khi mà ô tô các bác cần mà có người gọi thì người ta sẽ gọi đến cho các bác luôn. Nó rất là tiện. Bảng số dán ô tô nhá. Bảng số dán ô tô giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho cái bảng số dán ô tô như này. 20k rất tiện luôn. Bảng số dán ô tô. Bảng số dán ô tô 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng thì nó sẽ có của Nhật và của Hàn. Đó. Đây cái này là của Nhật này, của Nhật này thì sẽ là 60.000. 60.000. Còn cái kem của Hàn Quốc này thì sẽ là 40.000 một típ nhá. 40.000 một típ. Đó, đây. Của Nhật này thì chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng giá sẽ là 60.000, còn của Hàn này thì chuyên trị chuyên làm trắng răng, hàng made in Korea này. Đó. 120g, 120g 40.000, con này 170g. Cũng hàng made in Japan luôn. Con này thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái nguồn led nhá. Đấy. Đây nó sẽ là con nguồn led này. Con nguồn led 12V 150.000. Đấy, nó sẽ là nguồn led 12V thì về nhà các bác đấu các cái dây led vào đây cho em. 12V. Đấy, nó sẽ rất nhiều chân da như này thì các bác đấu các cái nguồn led vào đây nó rất là tiện nhá. Đấy, bằng nhôm này, tản nhiệt tốt luôn. Nguồn led con này để ngoài trời thoải mái, nguồn led 12V rất là tiện. Con này thì giá sẽ là 400W luôn. Con này 400W 12V rất là tiện luôn. Giá sẽ là 150.000 cho một con nguồn led thế này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Có lên cho em là vòi nối này. Con này các bác nối trực tiếp vào cái nguồn nước cho em. Đấy, nối trực tiếp vào nguồn nước sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chia ra các đường nước này. Đầu xoáy ở đây. Đấy, chia ra các nguồn nước hoa sen hoặc là đây. Đấy, nối vào nguồn nước này, đây. Nối vào vòi chậu rửa này hoặc là nối vào động được. Nó rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 70.000 cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá. 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Đấy, 350.000 cho một cái ghế hơi như này nhá. 350.000. Đó, 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Về nhà các bác bơm lên cho em. Con này thì rất là dài rộng luôn. Đây. Chiều rộng của nó là dài rộng của nó 98cm. Dài là 122 và cao là 86, nói chung là người ngồi thoải mái luôn, người ngồi thoải mái. 350.000 cho cái ghế hơi như này nhá, ghế hơi. Đó, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Hello các bác nhé, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con máy hút bụi nhá. Đấy, con này thì và xem giá em cái này tí.
Đây nó sẽ là một con máy hút bụi rất là khổng khủng như này các bạn này. Đấy, rất là to luôn các bạn. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy các bạn này. Hút khỏe lắm và nó có cả cái đèn tia cực tím này để diệt khuẩn luôn. Đó. Có hai cấp độ này các bạn. Con này hút rất là khỏe luôn nha. Có kèm một cái cáp sạc này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình giúp cho em. Đó. Con hút bụi này bao nhiêu nhỉ? Con này thì các bác lên cho em đó là hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000 con hút bụi thảm như này. To khỏe, hút thảm, hút giường, hút bàn ghế cái thứ rất là mạnh luôn. Đó. Lên cho em là hút bụi thảm, giá sẽ là 290.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy xay tỏi ớt nhá. 80.000 cho con máy xay tỏi ớt như này. Con này thì chạy bằng pin rất là khỏe luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Đây các bác này. Đấy, chạy bằng pin. Đấy, nó xoay rất là khỏe luôn các bác nhá. Đây. Motor của nó này, đấy, chạy bằng pin, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái bộ lưỡi kép này. Lắp vào thôi. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào theo lẫy là mình sử dụng. Đấy, lưỡi nó xay này. Rất là khỏe luôn, chuyên để xay tỏi ớt nhá. Có kèm cáp sạc luôn, máy xay tỏi ớt 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ấm siêu tốc, cái này trước tên nó là gì đấy? Ấm siêu tốc lưới lọc nhá. Đấy, con này nó sẽ có lưới lọc như này. Đây. Nó sẽ có cho các bác cái lưới lọc này các bạn này. Đấy. Ấm siêu tốc lưới lọc nhá. Đấy, nó sẽ có lưới lọc luôn. Và giá thì sẽ là 200 mấy nhỉ? 290.000 nhá. Ấm siêu tốc lưới lọc. Giá sẽ là 290.000. Cái này của nó bằng kính nhá, bằng kính. Các bác có thể dùng để mình đun nước sau đó thì mình mang ra uống trực tiếp được luôn. Đấy, có cái lưới lọc như này. Đấy. Lên cho em là ấm siêu tốc lưới lọc, giá sẽ là 290.000 nhá. Đấy. Có lưới lọc luôn, ấm siêu tốc lưới lọc này. Ấm siêu tốc có lưới lọc. Đấy, có lưới lọc, giá sẽ là 290.000 và bao ship tận nhà nhé. 290.000. Dung tích của nó là 1,7 lít. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Rất chất lượng các bác nhá. Ấm siêu tốc Đức có lưới lọc, 290.000. Tiếp theo là cái khay để các bác đựng đá nhá. Khay làm đá. Giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Mua 5 tặng 1. 15.000 một chiếc. Mua 5 tặng 1 các bác. Đấy, đây nó sẽ là cái khay làm đá thông minh như này. Đấy. Có nắp đậy nhá. Đây, và có cái phần này các bác đẩy đây này, đẩy lên. Đó, có nắp đậy luôn. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây tắm nhá. Đây, dây tắm 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 cho một chiếc dây tắm như này. Bằng cao su nha. Đấy, rất là ngon luôn. Đó, dây tắm 15.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác nhá. Lọc rác inox như này. Đấy, các bác cho vào chậu rửa bát này. Đó, cho vào chậu rửa bát, sau đó thì nó sẽ lọc cho bác cặn rác, cơm, các thứ lại. 15.000 cái lọc rác inox này nhá, 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn cam mô hình nhá. Đấy. Lên cho em là đèn cam mô hình. Cái này nó chỉ là một cái đèn bình thường thôi. Đấy. Nhưng mà nó tính chất nó giống một cái cam. Đó. Rất sáng luôn. Đấy, có các chế độ sáng như này và có cảm biến nhá. Có người đi đến thì nó sẽ sáng. Đấy. Và ban đêm thì nó sẽ sáng và ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ sáng các bạn. Đó, ban đêm là nó sẽ tự sáng luôn. Có cảm biến. Đây, các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Cảm biến em che cái pin năng lượng này đi là nó sẽ sáng. Và rất là tiện dụng luôn. Con này thì giá sẽ là 100 cành nhá, 100 cành. Lên mã giúp cho em đó là có cả đầu ốc xoáy trước cái này, về nhà các bác bắt vít giật tường cho em là xong. Đó, và không cần phải dùng điện đóm thì tiết kiệm điện. Cam mô hình nhá, đèn cam mô hình 100k, đèn cam mô hình 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình voi nhá, giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này, 160.000. Đó, đây nó sẽ là một con bình dung tích là 1,2 lít. Có cả nắp có thể bật lên uống trực tiếp này, hoặc là xoáy ra nắp ra uống này. Và có cả sẵn vòi luôn, có sẵn vòi đẩy tự động luôn nhá. Vòi đẩy tự động như này, các bác chỉ cần mở nắp ra là cái vòi nó sẽ bật lên, rất là tiện luôn. Đó, sẵn vòi viết các thứ đầy đủ cho bác luôn. Giá sẽ là 160.000 cho một con bình voi như này nhá, 160k cho con bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Bộ dao 6 món chuyên Thái, giá sẽ là 100. Dao 6 món này 150 à? Bộ dao 6 món này. Bộ dao 6 món chuyên Thái 150 có kèm giá đỡ luôn. Bộ này thì nó mỏng lắm, các bác chỉ dùng để thái thôi nhá, chứ không không băm chặt được đâu. Đấy, nó hàng nó mỏng như là nó rất là bén. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái như này. Đó, 6 món chuyên Thái cho các bác luôn nhá. Đây. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giá đỡ này, một giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Đấy, có cả liếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây là cái liếc này, liếc để các bác mài này. Đó, một cái liếc để mài này.
Tiếp theo là đến một cái kéo này. Kéo này thì cũng rất là bén luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này, cắt nem này, khui bia, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ này. Đấy, cho vào đây cho em. Đấy, tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là ba con dao. Dao này thì nó mỏng mình thôi, các bác dùng chuyên để thái cho em nhé. Đó, đây, ba con, các bác này. Đấy, dao này thì dùng để chuyên để thái cho em rất là ok luôn. Đó, ba con, rất là bén luôn. Đó, đây, ba con dao như này các bác này. Ba con dao, rất sắc bén và sạch sẽ. 150.000 một bộ như này. Con này thì các bác dùng để băm nhẹ được, băm nhẹ thôi nhá, chứ còn không chặt được đâu. Đó. Đây, một cái bộ dao 6 món như này. 6 món nhá. 3 dao, một kéo, một giá đỡ như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 150.000 thôi. Bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Dao 6 món này, bộ dao này. Bộ dao 6 món này. Chuyên thái nhá. Đấy. Chuyên thái, giá của nó sẽ là 150.000 cho bộ dao 6 món chuyên thái. Được, ok. Xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy. Thì hai cái mã chậu chổi giặt của bên em thì đầu tiên nó sẽ là một cái mã chổi tách nước nhá. Chổi tách nước con này thì sẽ là 180.000. Sản phẩm khi các bác nhận hàng sẽ là một con một cái chậu như này. Và đây là cái phần các bác khớp nối này, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Cái này lắp vào đây. Đó. Nói chung là cái này thì nó lắp đặt thì đơn giản thôi, về nhà các bác lắp đặt vào cho em nhá. Đó, vào đây. Thì khi các bác giặt thì cho vào đây nhá. Đấy, cho vào đây. Vắt như này là nó sẽ giúp cho các bác là tách nước này. Tách sạch nước luôn. Đấy, thứ nhất là vừa là tách nước này. Đấy, vừa là tách nước này, vừa là sạch này. Các bác lau lúc nào nó ở trạng thái là sạch nhá. Lúc nào ở trạng thái là sạch luôn. Thì rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho cái chổi tách nước này. Lên mã cho em là chổi tách nước. Chiều dài của chổi thì nó vào khoảng là 1m3 nhá. Lau cực kỳ là dễ dàng luôn các bác này. Đấy. Lau phần tiếp xúc khá là rộng và dễ dàng luôn. Đấy. Tay nắm mềm, lau rất là sạch sẽ nhá. Đó, đây. Lau rất ngon lành luôn. Con này thì các bác lên cho em là chổi tách nước, giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho cái mã chổi tách nước như này. Tiếp theo thì em bên cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Cái này thì nó sẽ là cả thùng như này luôn. Đấy, cũng rất là tiện này. Xoáy vào cho em này. Đó. Cả một cái thùng như này. Đấy, đây các bác này. Khi các bác xoáy vào thì chiều dài của nó cũng khoảng 1m3 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái thùng như này. Và các bác nhận được hàng thì nó sẽ có hai miếng mút luôn. Đấy, hai miếng lau như này. Đây, đây thêm một miếng lau nữa này. Đấy, bình thường nếu các bác mua một cái miếng lau như này ở ngoài siêu thị đã phải mất từ 350.000 rồi. Đấy, thế mà bên em là có tặng kèm một miếng lau nữa. Tất cả cái phần thân vắt này của nó bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Đó, rất ngon lành các bác nhá. Đó, rất ngon lành luôn. Thì con này chiều dài của nó cũng vào khoảng là 1m2 đến 1m3. Đây, cũng khá là dài luôn. Đó. Khá dài luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác xoáy kết nối vào cho em. Đấy, đây. Tầm 1m2, 1m3 này, rất dài luôn. Con này thì các bác lên cho em đó là chổi lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Giá thì sẽ là đi con thùng lau nhà này là 240 nhá. Thùng lau nhà này là 240 này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính các bác này. Đây nó sẽ là một cái mũ lính như này. Mũ lính như này các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Con này thì nó có cả xốp nhá, có cả xốp cả lót bên trong như này. Đấy, bên trong có xốp trắng này. Xốp của nó là xốp xịn luôn. Đó, rất là cứng cáp nhá. Đấy. Và con này thì các bác dùng để mình hàng của lính Việt Nam mình nhá. Đấy, hàng của lính Việt Nam mình dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là mũ lính nhá. Giá sẽ là 170.000. Dày dẫn chắc chắn, đội cực kỳ là ngon luôn. Đây, con này. Mũ này thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, con này. Đấy, thấy chưa? Em đập thoải mái luôn các bác. Đấy. Dùng cực kỳ là yên tâm luôn, không có lo bị vỡ, bị nguy hiểm nhá. Đấy, đập thoải mái luôn, không hề có một dấu hiệu trầy xước gì luôn. Bên em là mũ lính nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Đấy. 170.000 nhá. Mũ lính 170.000 cho con mũ lính như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Aptomat chống giật nhá. Aptomat chống giật. Hàng này của nó là 40A. Đấy, 40A. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng nội địa của Nhật nhá, xin lỗi các bác, hàng nội địa của Nhật này, của thương hiệu Fuji hoặc là của thương hiệu Mitsubishi nhá, Fuji hoặc là Mitsubishi, đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con app này nhá, 180.000. Các bác dùng điện 220 ok luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy vắt cam nhá. Con này thì sẽ là bao tiền cái máy vắt cam này nhỉ? 190.000 cho một con máy vắt cam này, đấy rất là ngon luôn. Các bác cứ đưa cam vào đây là cắm điện là nó sẽ vắt thôi. Nó sẽ vắt và cái này nó sẽ có hai cữ cam bé thì các bác vắt thì cữ bé và cam to vắt cữ to. Đó.
và nó có cả chế độ đảo chiều luôn đây, hai cữ như này. Đấy, và có chế độ đảo chiều luôn nha, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đấy, thì các bác lọc ra nước nó sẽ xuống dưới này. Đấy, còn lại là cái bã nó sẽ đọng bên trên. 190.000 cho con máy vắt cam như này nhá. Bên trên là máy vắt cam. Giá sẽ là 190k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng đá quý như này. Đây, bằng đá quý này con này. Đấy, đá quý vừa xoay tròn này, vừa xem được giờ luôn, rất là đẹp các bác này. Đó, rất là đẹp nhá. Tất cả của nó đều bằng kim loại hết nhá, đều bằng kim loại hết. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Bên em về hàng siêu tầm được một số mã nhá. Đó đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì các bác có thể đeo cổ này, đeo cổ này, trang sức này, hoặc là bỏ túi này, rất là ok luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Đồng hồ đá quý này bao nhiêu đây? Đúng rồi. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Giá sẽ là 60k này. 60k cho cái đồng hồ đá quý như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc lọc dầu nhá, cốc lọc dầu. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái cốc lọc dầu như này các bác này. Đấy, 50k cho con cốc lọc dầu như này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây, có cả nắp niếc đàng hoàng nhá, có cả nắp ở trong này. Nắp rồi ốc niếc các thứ đàng hoàng về nhà các bác xoáy vào cho em. Và đây là cái lưới lọc này. Đó, giá thì sẽ là 50k cho cái cốc lọc dầu như này nhá. Lên cho em là cốc lọc dầu, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Đấy, bộ điều khiển từ xa. Con này thì các bác chuyên dùng để mình điều khiển các thiết bị như là máy bơm nước, rồi nói chung là tất cả các thiết bị đều ok hết nhá. Máy bơm nước, điều hòa, tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả các thiết bị luôn. Các bác chỉ cần là ví dụ như các bác muốn điều khiển cái quả bóng điện này. Đấy, hoặc là cái bóng hoặc cái quạt trần. Thì các bác chỉ cần là cắm cái cục nguồn này vào điện lưới này, cắm cục nguồn này vào điện lưới, sau đó thì các bác cắm thiết bị qua đây cho em là xong. Cắm điều hòa, máy tính, tủ lạnh, tivi, sau đó thì các bác ấn tắt bật ở đây nhá. Đấy, on up ở đây, rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 260.000. Và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ bền luôn. Hàng của thương hiệu Hornet của Nhật nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa. Điều khiển cắm trực tiếp nhá. Điều khiển cắm trực tiếp, điều khiển cắm trực tiếp. Giá của nó sẽ là 260k và bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 7 màu đây. Đấy, bộ màu tô bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì nó sẽ rất là nhiều màu như này. Có cả chổi để các bác dùng để mình màu nước nhá, dùng cả màu nước. Màu nước, màu bột, màu sáp, màu chì các bác mua về để làm quà cho các em nhỏ nhà mình nhá. Ghim viết rồi, nói chung là đầy đủ các thiết bị hết luôn. Đó, combo như này. Combo cho một cái bộ màu cầu vồng như này, giá của nó sẽ là 100.000 thôi. 100.000 cho bộ màu cầu vồng như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình. Đấy, con cháu nhà mình ok luôn, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy cái con máy massage nhá. Máy massage thì bên em có hai mẫu. Đấy, con này thì nó sẽ là con dòng 8B. Đấy, con này sẽ là 8B này. Đây. Con này thì có cả cắm tẩu, cả cắm điện luôn và 8B. Đấy, massage 8B như này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là có cả hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại giúp làm nóng nhá. Đây, công tắc tắt vào đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là massage 8B nhá. Con 8B này thì sẽ là 170.000 nhá. Đây, có đầu cắp giắc cắm này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đó. Cắm trực tiếp điện 220. Đó. Nó có cả đèn hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Còn ngoài ra thì các bác muốn dùng cái con to hơn, cao cấp hơn thì các bác dùng cho em con 16B nhá. Đấy. Có con 8B và con 16B. Đây. Con này thì nó sẽ là con tiếp theo thì em lên cho bác cái con 16B này. Đấy. Con 16B này thì giá của nó sẽ là 290.000. 16B này là 290. 290.000 cho con 16B này nhá. Đó. Con này 270.000, giá thanh lý, giá tốt cho các bác luôn. Hàng rất là đẹp nhá. Đấy. Con này thì nó cũng có đầy đủ, con này thì chỉ sử dụng điện thôi. Ngoài các bác sử dụng là mình để cổ vai gáy thì các bác có thể dùng để mình bắp tay bắp chân đều được nhá. Đấy, đầu cắm của nó này, cổ cắm của nó này. Đấy. Sạc trực tiếp điện 220, có đầu cắm như này, các bác cắm vào cho em này. Đấy, cắm vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có nút nguồn này. Nút nguồn bật lên này. Đấy, có đèn hồng ngoại này. 1 2 3 4 5 chế độ luôn nhá. Có 5 chế độ ở đây. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 16B nhá, 16B. Đấy, các bác có thể nằm gối đầu này. Đấy, thứ nhất là gối đầu này, bắp tay, bắp chân này. Đấy, cổ, vai, gáy đều được hết nhá. Đấy.
chỉ có là các bác không thể nằm cả người lên được thôi, nằm cả người lên là không được các bác nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là 16 bi nhá. Con 16 bi này thì giá của nó sẽ là 270.000. Giá tốt 270.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con robot hút bụi nhá. Đó. Con này thì sẽ là 120 cành. 120 cành cho con robot hút bụi như này các bác. Đấy, ở đây là cái phụ kiện của nó này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Hút rất là khỏe luôn. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. Rất khỏe các bác này. Đấy. Về nhà tháo đi em cái cản pin này ra, tháo cái chân này ra. Đó, đây nhá. Em tháo ra cho các bác xem nhá cái phần màng của nó này. Sạch sẽ trắng bong luôn này. Đó, sạch sẽ trắng bong luôn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cho nó hút luôn nhá. Cho nó hút luôn. Đó, đây. Đặt đây này. Đấy. Con này nó cảm biến nhá các bác nhá. Đó, cảm biến. Đấy, tức là khi mà nó chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu lại này. Rất là ngon luôn. Đó. Thì các bác có thể để là nó sẽ giúp vào gầm giường, gầm chiếc, rồi là gầm bàn, gầm ghế, những cái chỗ mà các bác không đi tới được nhá. Đó. Mới có 30 giây thôi. Để mình sẽ xem cái kết quả cái lượng bụi của nó như nào nhá. Đây. Đấy, mới có 30 giây thôi mà nó đã hút vào cái lượng bụi khủng khiếp như này rồi. Thì nếu mà các bác để lâu thì rất là tốt luôn. Toàn những cái dòng bụi mịn, bụi tơ, bụi non tơ các bác không thể nhìn thấy được các bác nhá. Đó. Thì con này các bác em đang gửi tới các bác cái giá là giá thanh lý. Giá thanh lý siêu thị chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi như này, giá rất là thanh lý luôn, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này của nó thì sẽ là từ 30 đến 35 lưỡi, bao gồm cho các bác là cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, đầy đủ cho các bác combo này các bác. Đấy, đây. Lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đấy. 30 lưỡi này, 30 đến 36 lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đó. Giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 bộ lưỡi kem. Giá chỉ có 55k thôi, giá thanh lý cực tốt luôn. Mua một lần các bác có thể dùng trong vòng 1-2 năm mới hết được luôn. Đấy. Bác nào mà ít dâu thì dùng càng lâu. Đấy, nhiều dâu thì dùng nó sẽ tốn hơn một chút, nhưng mà cũng phải vài năm mới hết được các bác nhá. Đó, tại vì là nó rất là rẻ thôi, rất là rẻ thôi. Tiếp theo là bộ lưỡi kem giá là 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái cân 5 nhá. Con này thì cân được 5 cân. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Cân này là cân bếp, các bác cân được 5 cân. Đấy, cân được 5 cân. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, cân bếp 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái lọ thuốc trị con này thì các bác chuyên trị cho em, đó là cái long ben hắc lào nhá. Long ben hắc lào 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ long ben hắc lào. Các bác nào chuyên bị long ben hắc lào, nấm nhí á, nấm ngứa, vậy hôi nách, á sừng cái thứ, dùng con này chị em. Đấy, giá chỉ có 25.000 thôi. Long ben hắc lào, hàng nội địa của Nhật, nấm ngứa, long ben hắc lào. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con ấm siêu tốc gấp gọn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác 100.000 cho con ấm siêu tốc gấp gọn như này. Thanh lý cho các bác 100k. Đấy, có công tắc tắt bật này, có dây nguồn như này, gấp gọn này. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch để đun nước pha cà phê này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Ấm siêu tốc gấp gọn. Đây, 0,6 lít sử dụng điện 220V 600W. Đấy, giá thanh lý 100.000, em có 2 cái thôi. Giá thanh lý nốt cho các bác 100k cho con ấm siêu tốc gấp gọn này. Đó, ấm siêu tốc gấp gọn. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái chậu ngâm chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chậu để các bác chuyên mấy nhỉ? Cái này chậu này mấy nhỉ? Đây nó sẽ làm cái chậu ngâm chân như này. Đó, 320 bao ship đến tận nhà, rất rẻ luôn. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, sau đó thì mình cho nước nóng vào đây, cho nước vào đây để nó tự nó sẽ đun nóng cho các bác này. Hoặc là các bác có thể là massage chân này. Ui giời. Nguyên có massage không mà đặt vào cái này nó đã phê rồi các bác này. Đấy, massage cho cái gan bàn chân của mình rất là tốt luôn. Đấy. Đẩy đến đâu là sướng đến đấy các bác nhá. Đó. Con này các bác đẩy như này cho em này, rất là tốt luôn. Đó, thư giãn cho các cái mạch bàn chân nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 con lăn như này, mỗi bên 5 con này. Đấy, rồi các bác cắm nước vào cho em, sau đó bật lên này. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 5 chế độ gì đây này. Đấy, các bác muốn bật chế độ nào thì bật nhá. Đó, đây, dây cắm như này. Dùng để ngâm chân này, cho thuốc thang, cho các thứ vào đấy rất là tiện luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 320.000, bao ship đến tận nhà. Nguyên thì ship của em mất 50.000 cho cái hộp này rồi. Đó. Lên cho em là hộp thùng ngâm chân nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con vật cầu lông này. Giá thanh lý cho các bác đợt này về giá tốt luôn, 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này. Đấy, sẽ bao gồm là cả vật, cả cầu,
Đấy, một vợt và kèm cho các bác ba quả cầu này. Vợt siêu xịn luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Và con này thì nói chung là các bác dùng để đánh bình dân thôi, chứ còn không đi thi đấu đâu. Thi đấu thì phải tiền triệu một chiếc. Còn đây em bán là giá thanh lý thôi. Giá thanh lý thì các bác mua về mình thể dục thể thao ở nhà hoặc là cho trẻ em các thứ nhá. Rất là tiện luôn, mùa hè này thì các em có thể chơi. Đấy, bao gồm cho các bác là ba quả cầu, sẵn ba quả cầu này luôn nhá. Sẵn ba quả cầu luôn. Một một vợt và một đôi vợt và ba cầu. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 100.000 thôi. 100.000 mà hàng cồng kềnh như này là tiền ship cũng mất rất là nhiều luôn, nhưng mà thôi giá thanh lý giá tốt cho anh em các bác luôn. Bộ lên cho em là vợt cầu lông nhá. Giá sẽ là 100k. 100k cho vợt cầu lông như này các bác này. 100.000 cho cái bộ vợt cầu lông như này. Rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì giày dàn di thì bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Đó. Hôm trước thì em về hàng thì hết, hôm nay thì lại tiếp tục về. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 100. Các bác lên cho em là giày dàn di giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lấy lùi cho em một số nhá. Đấy. Kích thước của em cỡ thì em sẽ có là từ 39 đến 42 nhá. 39 đến 42 thì các bác cứ lấy lùi cho em một số. Ví dụ chân các bác là 39 thì các bác đặt cho em là 38 nhá. Tại vì cái này nó là hàng quốc tế. Đấy, hàng quốc tế cho nên nó hơi to một chút, cho nên là các bác lấy lùi cho em một số. Đây, ví dụ như cỡ này là cỡ 42 này. Đấy, 42 chân em là 42 thì em đi nó sẽ là hơi rộng, cho nên các bác cứ lấy cho em là 39 là ok. À 41 là ok nhá. Đấy, các bác cứ lấy cho em 41 là ok. Thì là nói chung là khi các bác đặt hàng thì các bác cứ đặt lùi cho em một số nhá. Đặt lùi cho em một số. Ngoài ra thì bên em cũng có tư vấn cho các bác, nên các bác yên tâm. Chất liệu của nó thì cái đế này của nó là cao su non nhá. Cao su non cho nên là các bác đi cực kỳ là mềm luôn. Và rất là bám này. Rất là bám nhá. Và đây thì nó sẽ là dạng là vải dù quân đội như này. Vải dù quân đội như này thì dùng nó rất là thích nhá. Đấy. Và cái mặt ngoài này thì nó sẽ là hàng có chống nước nhá. Vải dù quân đội có chống nước, nên các bác dùng yên tâm, không lo bị ướt đâu. Đó. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá. Giày dàn di 140.000 cho một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái mã đồng hồ nhá. Mã đồng hồ thì bên em về nó sẽ có cho các bác là đây. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả này. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có, mẫu này thì sẽ không có hộp nhá, không có hộp, còn 2 mẫu là có hộp này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là đồng hồ cơ hết nhá, đều là đồng hồ cơ hết. Hàng thì cực kỳ là ngon luôn. Ban đầu về thì các bác đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy nhá. Đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy. Đấy, nó là dòng cơ. Cho nên là các bác phải đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy các bác nhá. Đó. Thì cơ nó phải hoạt động thì nó mới bắt đầu chạy. Giá thì con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đồng hồ cơ 66. Giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, đồng hồ cơ 66 này. Giá sẽ là 400k. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn, nó là hàng cơ nhá. Hàng cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cái ba lăng của nó đang chạy các bác này. Đấy. Con này thì 100% là lộ cơ luôn, rất đẹp các bác này. Đấy. Lên cho em là cơ 66. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan đàng hoàng này. Đây. Made in Japan nhá. Hàng của Nhật cho các bác luôn, made in Japan luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cơ 66 nhá. Giá của nó sẽ là cơ 66 này, đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đấy. Đồng hồ cơ này 66 nhá, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho con đồng hồ cơ 66 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây, cơ nó đang đánh này. Con này thì giá chỉ có 400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 400.000 nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con đồng hồ cơ 53 này. Đấy, con này thì công ty của nó thì từ năm 1953 luôn, cũng là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53. Con này thì giá sẽ là 450.000. 450.000 cho một con đồng hồ cơ 53 như này. Con này thì sẽ có hộp nhá. Con đồng hồ cơ 53 này sẽ có hộp này. Đấy, còn con cơ 66 này thì không có hộp nhá. Cơ 66 này không có hộp. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã. Đấy. Đồng hồ cơ La Mã, con này thì nó chạy bằng số La Mã như này. Đấy, chạy bằng số La Mã như này các bác này. À, nó dùng bằng số La Mã này. Đấy, mặt của nó là mặt số La Mã như này. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000 nhá. Đấy, lên cho em là cơ La Mã này, cơ La Mã giá sẽ là 470k, 470.000. Đấy, tức là bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả nhá. Có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả cho anh em và các bác lựa chọn này. 3 mẫu đồng hồ cơ như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này.
Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 này. Đấy, cơ. Đây, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ. Đây, con này thì sẽ là cơ 66 này. Đấy, đồng hồ. Đây. Đây đúng rồi. Con này thì sẽ là đồng hồ cơ 66 nhá, cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400.000. Đồng hồ cơ 66, con này là 400.000 này. Đấy, con này thì đồng hồ cơ 53 này, đồng hồ cơ 53, con này là 450.000. Đấy. Và con này nó sẽ là đồng hồ cơ La Mã này, đồng hồ cơ La Mã nó là số La Mã như này. Đó, số La Mã như này và 470.000. Đấy, thì bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline ở trên tấm biển đỏ của bên em. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 3 mẫu đồng hồ cơ cho anh em các bác lựa chọn nhá. Đấy, cơ 53, đấy, cơ 66 và cơ La Mã. Đấy, cơ La Mã. Đấy. Con cơ 53 này thì màu bạc này, còn hai con này đều là màu vàng. Nói chung là hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất luôn. Hàng của Nhật nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp như này có hẳn khăn lau khăn liếc cho các bác đàng hoàng. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này của nó thì chất thì khỏi phải bàn này các bác. Chất thì khỏi là bàn rồi. Đấy. Và hàng nó sẽ là hàng đổi màu như này các bác nhá. Hàng đổi màu. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác đi vào giày dâm thì nó sẽ tự sáng và đi giày nắng thì nó sẽ đổi màu cho các bác nhá. Thì mình đeo nó rất là thích các bác. Đấy. Rất là chất luôn. Đó. Giày dâm giờ sáng đeo đều ok hết nhá, đều ok hết. Chất của kính thì khỏi phải bàn này các bác nhá, chất của kính thì khỏi phải bàn rồi. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá, hàng cực kỳ chất cho các bác luôn, hàng rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính đổi màu như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con kính đổi màu như này. Con này thì rất chất lượng cho các bác sử dụng luôn và cái giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Có hộp yếc đàng hoàng và có cả khăn lau khăn liếc đàng hoàng nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu, giá của nó sẽ là 100k nha, 100k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vỉ kim khâu này. Đấy, kim này nó sẽ là dòng kim thông minh, khi các bác sử dụng thì không cần phải xỏ kim như bình thường. Đấy, lên cho em là kim vàng nha, kim vàng. Đấy, lớn bé dài ngắn đủ cả 2, 4, 6, 8, 10. Một vỉ này 12 cái, một vỉ này 12 cái. Rất là ngon luôn. Khi các bác sử dụng thì đây. Đấy, em mô phỏng đây nó sẽ là cái sợi chỉ nhá. Đấy, đây là một cái sợi chỉ rất là to như này này. Khi các bác dùng thì các bác chỉ cần kéo như này là nó sẽ vào này. Đấy. Các bác kéo qua kéo lại này cho em là nó sẽ vào thôi. Đấy. Các bác đẩy này này em sẽ vào. Đây các bác này. Đấy. Cả một cái dây cước to như này em kéo nó cũng vào luôn này. Đấy các bác theo. Đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mà nó có sẵn đầu móc luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cái đầu móc khuyết ở đây này. Có cái đầu móc khuyết ở đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Có đầu móc khuyết đây. Thì khi các bác sử dụng là các bác chỉ cần đặt vào là xong. Đấy, mình không cần phải xỏ. Đặc biệt là với người già thì xỏ nó rất là khó. Đấy. Thì lên mã cho em là vỉ kim vàng nhá. Kim vàng. Giá sẽ là 15.000 cho một vỉ kim vàng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá. Kim vàng. Kim vàng này, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng này 12 chiếc. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp. Con này thì nó sẽ có cái phần này nó có thể gấp gọn vào được như này. Công suất của nó sẽ là 10A 250V và 2500W. Con này mắc của nó là 2500W, cực kỳ lớn luôn. Thì nó rất là tiện ích, khi mà các bác dùng thì mình sẽ cắm vào, sau đó thì mình có thể là gấp gọn vào như này. Đấy, thì các bác ví dụ như là kê vào các cái vị trí như là bàn ghế này hoặc là các cái vị trí khác thì các bác có thể cắm vào này. Đấy, cắm vào cho em. Cắm vào như này. Đấy, cắm vào như này thì các bác gấp gọn mà được, nó rất là gọn nhá. Và nó thì một ổ này của nó sẽ có là 3 chân này, 1 2 3, 3 chân. Đấy, các phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. 3 chân kết nối đều bằng đồng hết thì con này dùng rất là tiện này các bác này. Đấy. Và giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Đây, ví dụ các bác muốn tăng ổ lên nhá, các bác muốn tăng ổ lên cho em này. Đấy. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ví dụ các bác muốn tăng ổ lên thì các bác có thể cắm vào như này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Thì 123 này. Đấy, 123 tức là các bác sẽ có 6 ổ này và các bác có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể điều chỉnh như này. Đấy. Có thể gập lên gập xuống tùy theo. Đấy, mình để mình sử dụng nhá. Và cắm được rất nhiều ổ luôn. Đó. Còn bình thường thì các bác cứ dùng một ổ một cho em, một ổ một cho em. Thì mình dùng nó rất là tiện. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá, ổ điện gấp. Con này thì bên em bán giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá này là giá thanh lý rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là ổ điện gấp này, ổ điện gấp. Ổ điện gấp giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một cái như này luôn.
15.000 cho một cái như này, và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 50k, à 3 cái là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, giá rất rẻ luôn. 40.000 cho 3 chiếc, và các bác mua một chiếc thì sẽ là 15k nhá. Đấy, ổ điện gấp 15.000 một chiếc như này, và giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc ổ điện gấp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con dao chặt này. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật này con này. Đấy, thép SK5 nhá, thép SK5 sáng bóng, hàng made in Japan. Đấy, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship nhá. 230k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này. Con này hàng 1 cân nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là đã luôn. Hàng của nó là nặng tới 1 cân luôn. Đấy. Dày của nó vào khoảng 5-7 ly. Đấy, hàng liền thân như này, chặt xương trâu xương bò, chặt gà chặt cá ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao thái vân gỗ nhá. Đây. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con dao thái vân gỗ như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi. Hàng made in Japan, chiều dài của nó là 30 cm, đúc liền thân khâu đầu khâu đuôi như này. Lên cho em là dao thái vân gỗ, hàng siêu bén luôn. Đây. Đấy, dọc cả dây bóng như này là các bác biết độ bén của dao rồi. Dọc cả dây bóng này là khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Riêng dây bóng mà đã dọc được như này thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, dọc dây bóng các bác này. Đấy. Dọc dây bóng thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Dao siêu bén luôn. Đây các bác này, dao rất bén luôn. Hàng thì siêu sắc bén nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vân gỗ nhá. Đấy, dao thái vân gỗ. Dao thái vân gỗ này. Đấy. Dao thái vân gỗ. Thái vân gỗ. Giá sẽ là 120k. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao thái vân gỗ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 200.000 và bao ship cho bác cho một con đồng hồ hộp đen như này. 200k bao ship. Có kèm sẵn cho các bác là một cái vít và một viên pin luôn. Kèm sẵn một vít một pin. Đấy, về nhà các bác dùng hết pin thì thay tháo pin cho em. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng chạy pin nhá. Hàng chạy pin. Đấy, con này hàng chạy pin. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ hộp đen như này. Đấy. Màu thì sẽ là màu vàng mà em lên, nó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Đó, rất đẹp luôn. Có lịch liếc đàng hoàng nhá. Có lịch liếc đàng hoàng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. 200.000 và bao ship cho một con đồng hồ hộp đen như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ nhá. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá đây, đồng hồ hộp đen này. Đồng hồ hộp đen 200.000. 200.000 con đồng hồ hộp đen như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái con đồng hồ, đó là con đồng hồ thể thao nhá. Đấy, con đồng hồ thể thao như này. Con này thì nó sẽ là cực kỳ chất thể thao luôn con này. Cực kỳ chất thể thao luôn. Đó, có đèn sáng này. Có đèn sáng các bác này. Đấy, đeo vào cực kỳ hàm hố luôn. Rất đẹp các bác này. Đeo vào rất đẹp luôn. Sport watch này, đồng hồ thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, bác lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k thôi. Giá siêu rẻ luôn, không ngờ một con đồng hồ đẹp như này. Đấy, 80.000. Đấy, một con đồng hồ đẹp chất lượng hàm hố như này nhá, mà giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ hàm hố luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con chim này. Đấy, con chim thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, nó sẽ là dòng một con này. Đấy, nó sẽ là dòng một con như này. Và nó sẽ có cho các bác là dòng một con nhá. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là dòng một con và có sẵn cho các bác là cả dòng hai con luôn. Đấy. Các bác không dùng thì các bác tắt pin đi cho em. Đấy, bật lên này, rất là tiện luôn. Đó, chim hót. Con này thì nó đang bị yếu pin nhá. Đang bị yếu pin rồi các bác này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là dòng hai con như này. Con hai con này thì đấy, tất cả nó đều lúc lắc được như này hết nhá. Đấy, lúc lắc được như này hết này. Đấy, lúc lắc như này hết nhá. Đấy. Các bác cứ động như này là nó sẽ dục chuyển và nó sẽ hót này, rất là hay luôn. Đấy, cái hộp này thì các bác có thể đựng tăm và bỏ thêm cả tăm vào đây nhá. Hộp đựng tăm này rất là tiện luôn. Các bác có thể để trên bàn, vừa trang trí vừa đựng tăm này, vừa làm vừa là đựng tăm vừa là nghe chim hót luôn, rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chim 1 và chim 2 nhá. Chim 2 giá sẽ là 220.000 và bao ship, còn chim 1 thì sẽ là 150.000. Đấy, cái hai con này sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Đó, còn con một con thì giá của nó sẽ là, còn một con này thì giá của nó sẽ là, còn một con này thì giá của nó sẽ là 150.000 các bác nhá. 150.000. Đấy. Con này nó đang bị yếu pin rồi. Đấy, còn các bác về các bác lắp pin vào là nó sẽ lại chuyển động như bình thường các bác nhá. Đấy, con này nó đang bị yếu pin. Đấy. Rồi ok.
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó sẽ là các cái dạng đầu như này. Các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái cho em, đốt thoải mái cho em. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái cho em, cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn, rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó. Đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này. À một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó, da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý, giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy 100k nhá. Đấy 100.000. 100.000 cho một combo như này bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá. Combo hai ví 70.000. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100k. Đấy 100.000, 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhé. Đấy, ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy, cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này, nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5 cm này.
Cái này sẽ là 30k trong cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bạn này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngéo điều chỉnh được này, ngoắt ngéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở ra. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập các nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây. Pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000. Có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này, ống nhòm ban đêm. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này, đẩy lên được như này và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá. Thiết kế khá là ngầu đấy các bạn.
Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhé, lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy, giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm. Giá sẽ là 90k một chiếc nhá. 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ led nhá. Đồng hồ led thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này, cái chân của nó về nhà các bác sập ở đây cho em này. Đấy, sập ở đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập ở đây cho em. Đây, chân sập ở đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB, chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy, thì các bác có thể để decor trang trí này, decor trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23 cm nhá và chiều cao tổng thể của nó là 10 cm. Đấy, 23, 10. Đấy, chiều cao là 10 cm và chiều dài là 23 cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ, hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ led nhá, đồng hồ led. Đồng hồ led mới này, đồng hồ led mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ led mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Còn đây là cái mẫu đồng hồ led cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ led cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây, cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn. Nó hàm hố hơn. Đấy. Thì mẫu lên cho em là đồng hồ led cũ nhá. Đồng hồ led cũ. Giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu led mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ led mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn, cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn thì các bác có thể lấy mẫu cũ, lấy mẫu mới thì đồng hồ led mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này, về nhà các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản ở đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết. Thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này. XL là xanh lam này, có phải không? XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy, có hai màu. Màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây, các bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy,
Cái này của nó khá là dày luôn nhá, và có điều chỉnh sáng tối nhá. Có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy, có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên, và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone, hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là, đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bác này. Hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bác này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá. Đây, California các bác này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Made in Japan. Đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này, và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang như này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhá, 150k này. Tai nghe iPhone không dây 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó. Đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi. Và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối, các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các cái tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Socani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là, công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Socani, giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này. 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh, cối bằng thủy tinh cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy. Con cối khổng lồ đây. Đấy. Một cối một thân máy như này, một cối một thân máy như này các bác này. Đấy. Một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhá, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít.
Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con là điều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bạn. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhé. Đây các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhé. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn các bác theo. Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bạn. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bác này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây, các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con là điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngước nào cũng được, sập ngước nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây. 1000W này, 28 sen, điện 220V, công suất 1000W. Cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán, bên em bán cả nghìn con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000, con này khá tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây. Và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy, thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá.
tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này, thứ hai là một quận thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho bác là một quận thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này và một quận thiếc luôn. Đó thì combo cho các bác sẽ là bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy, tổng cho các bác là 4 món luôn, 4 món. Mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy, 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy, lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy, mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này và một cái hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này, 110.000 cho một con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, chỉ có mỏ hàn không thôi, và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này, đút qua phễu này và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy. Ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự mua thiếc nhá, tự mua thiếc, tự sắm đồ mình làm. Đó, còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W, và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa. Thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bác này, có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 150k thôi, 150k. Đây, thân máy của nó đây các bác này, thân máy của nó này. Đấy, hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên cho em là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá, lắp pin vào đây. Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng thì các bác lắp pin vào đây cho em, dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. À, thấy chưa? Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá, to rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá, 70.000 cho một con kính lúp như này, 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gấp nóng nhá. Đấy, có lên cho em là gấp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm để các bác chiên rán xào nấu này, gấp thực phẩm, gấp thức ăn rất là ok. Lên mã giúp cho em là gấp nóng này, con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 trong cái gấp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao, hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, tha hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ghen co, à cái dây thít các bác nhá, dây thít. Giá thì sẽ là
25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bạn. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào như này cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho son à, cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít. Nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng nó rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó, 20, 25, 30 các bác nhá. 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo, kiếc, rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này, rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 quận chỉ này. Đấy, rồi kim, rồi đê, rồi móc, rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên cho hộp kim chỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại. Rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho bác luôn. Đó. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó. Nên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho bác, giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá, chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là combo 1 2 3 4 5. 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy. Nhấp này có dấu luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu. Kèm lấy dấu giá sẽ là 180k. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi từ 6 đến 12. Đây, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen giá sẽ là 110.000. 5 mũi đen nhá. 5 mũi đen đa năng giá sẽ là 110k nhá. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000. 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em luôn, rất tiện ích thôi nhá. 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhá. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhé. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy. Con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đây, đấy.
hàng sử dụng một pin, và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này, và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy, thì các bác đưa vào cổ vai gáy, nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể nằm dựa lưng này, hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được. Đấy, đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá, 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhá, massage vai gáy giá sẽ là 320k. Đấy. 320k massage vai gáy này. Vai gáy giá sẽ là 320k nhá, 320.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây. Đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy. Hàng bên em thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên, dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá, đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhá. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy. Hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450k nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Con đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đó thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm mà nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó.
Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5K một chiếc nhá. 5K trong một cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB. Đấy. Đèn USB giá sẽ là 5K một cái nhá, 5K cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5K một cái như này và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh. Và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Lên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực. Giá thì hàng của Nhật rồi. Và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ. Chổi cọ rỉ này. Đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này. Hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ. Đấy. Hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát hoặc là đánh xoong đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ gì, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này. Lớp thép như này thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này. Đấy nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ gì, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây. Hình con này hình như là nó là con sư tử các bác này. Đấy, đây. Đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé. Giúp cho các bác đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên tiên là vòng đá giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy, cái quạt trần đây. Giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá. 100k 1 2 3 4 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy. Chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này.
Thế mã tiếp theo là bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nha, 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ các nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000, đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim nó biết vào cho em là xong. Đó. Lắp kim nó biết xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Đây mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đấy, đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã theo là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này các bác. Đấy, có nắp đậy nhá. Nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách ra cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một âu như này, dung tích của nó là 2.8L nhá, 2.8L. Đấy. Rất tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngàn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngàn và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ nhá. Rồi ok.